thị trường trong giai đoạn tuần sau sẽ có biến lớn. Và nếu như mà anh chị đang nắm giữ một cái lượng hàng, một cái lượng cổ phiếu nhất định đi, thì bắt buộc ngày hôm nay anh chị phải xem thật kỹ, theo dõi thật kỹ cái video ngày hôm nay em chia sẻ. Vì sao ạ? Vì những cái trạng thái của các cổ phiếu ngày hôm nay em phân tích, nó đang có một cái rủi ro nhất định. Và nếu như mà anh chị không xem hết video ngày hôm nay, anh chị sẽ không biết để mà xử lý các cổ phiếu của anh chị như thế nào đâu. Đó. Và không để anh chị chờ lâu nữa, chúng ta sẽ đi vào phân tích cái thị trường ngày hôm nay, sẽ đưa ra cái chiến lược trong cái giai đoạn tuần sau anh chị. Và sau cái phiên ngày hôm nay á, em nhận được rất là nhiều câu hỏi về việc là thị trường này nó đang bước vào cái trạng thái phân phối đúng không em? Khi mà trước đó nó đã kéo rất là mạnh rồi, thì liệu đây có phải là cái trạng thái phân phối sau cái giai đoạn kéo mạnh của thị trường hay không? Đấy, thì theo quan điểm của em, đối với những cái dạng phân phối thì anh chị nên tập trung vào giúp em về cái vận động. Về cái vận động anh chị. Đấy, tại sao nó lại phân phối anh chị? Anh chị phải hiểu được tại sao nó lại phân phối. Có phải là nó kéo mạnh xong rồi nó lại phân phối không em? Đấy, thì theo em đánh giá là đối với cái thị trường hiện tại, khi mà đã có dòng tiền đổ vào trước đó rồi đi, liên tục, đây nè, liên tục là những cái phiên dòng tiền. Và đây chính là cái phiên xác nhận dòng tiền ngày hôm 8 tháng 11, đúng không anh chị? Xác nhận bùng nổ ngày hôm 8 tháng 11. Đấy, thì đây chính là phiên xác nhận dòng tiền vào. Thì liệu nó có phân phối ngay sau khi mà nó xác nhận hay không anh chị? Theo em đánh giá là không. Đúng không ạ? Theo em đánh giá là không. Và cái tín hiệu phân phối ngày hôm nay, là một cái tín hiệu phân phối anh chị. Nhưng mà nó có đến từ cái việc mà tay to, dòng tiền lớn họ rút tiền ra hay không? Đấy, anh chị phải đánh giá xem. Theo em đánh giá là không anh chị. Vì nó mới đổ tiền vào nó đánh mà anh chị. Đúng không ạ? Nó mới set up một cái trận đánh thôi. Và những cái cổ phiếu mà nó đổ tiền vào đánh là những cái cổ phiếu đầu cơ, nhóm bất động sản, nhóm chứng khoán. Đấy. Như anh chị bảo là ngày hôm nay nhóm chứng khoán bị bán ngược ở cái cuối phiên, thì liệu có phải là do tay to nó bán hay không? Đó. Thì theo em đánh giá là thì ok, lát nữa chúng ta phân tích về cái trạng thái của bất động sản sâu hơn chị. Đó, thì đó là cái nhóm mà em muốn chia sẻ với anh chị trong cái video ngày hôm nay. Đặc biệt luôn anh chị, vì sao ạ? Vì anh chị đang rất là quan tâm. Và vừa rồi có một cái anh khách hàng, anh nhắn tin với em là lỡ mua cái cổ phiếu DXG anh chị. Lỡ mua cái cổ phiếu DXG đâu đó giá 20.7 anh chị, DXG này. 20.7 là gần với cái giá trần ngày hôm nay, đúng không chị? Đấy, hỏi em là anh lỡ mua cái cổ phiếu DXG này giá 20.7 rồi, bây giờ phải làm sao đây em? Đấy, hàng về có kịp xử lý hay không? Đấy, thì anh chị thấy DXG nó giá trần là 20.8 mà anh lại mua giá 20.7 rồi. Đấy, tức là anh đang mua đuổi. Thì đối với những anh chị nào mà trong cái trạng thái trong phiên ngày hôm nay đi, mua đuổi cổ phiếu đi, và khi mà thấy thị trường ngày hôm nay nó bị đạp cuối phiên như vậy, thì sao? Phải làm gì trong cái giai đoạn tuần sau đây? Phải xử lý như thế nào đối với cái lượng hàng như này đây? Đấy, thì hãy theo dõi cái video nhận định của em ngày hôm nay anh chị. Đấy, trước hết chúng ta sẽ đi vào thông số của thị trường đi. Nãy giờ là 8, nãy giờ là nói về những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của anh chị, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ tập trung phân tích về thị trường. Đấy. Về cái chỉ số ngày hôm nay, ta thấy được là ở VN Index có cái mức đóng cửa là 1.101 anh chị. Tiệm cận về tới cái vùng 1.001 luôn anh chị. Và đúng như những cái chia sẻ, những cái nhận định của em trong phiên sáng ngày hôm nay, sẽ có những cái lúc mà thị trường nó test về cái vùng 1.001 để mà nó kiểm định cung cầu anh chị. Ngày hôm nay cái yếu tố đặc biệt là thanh khoản bùng nổ anh chị. Thanh khoản tương đương với cái phiên ngày hôm qua, sau cái phiên mà bùng nổ theo đà ấy, sau cái phiên mà xác nhận bùng nổ, đúng không anh chị? Sau cái phiên xác nhận bùng nổ thì ngày hôm nay liên tục là những cái phiên là nó được thanh khoản duy trì anh chị. Đó, tức là lượng mua, lượng người mua và lượng người bán nó xem nhau, sắp xỉ nhau anh chị. Đấy, thì tại sao em lại biết được tại vùng này người mua và người bán nó sắp xỉ nhau vậy anh chị? Vì anh chị thấy giá có tăng đâu mà giá chỉ số nó lại bị điều chỉnh, đúng không ạ? Khi mà chỉ số nó điều chỉnh hướng xuống như này mà cái thanh khoản nó duy trì, thì tức là cái lượng người mua và người bán nó đang cân ở đây anh chị. Tức là sẽ có những lúc mà nó cân bằng tại một cái vùng giá vậy. Đấy, và em có chia sẻ với anh chị tại cái vùng 1.000, tại cái vùng 1.001 đến vùng 1.120 á, là cái vùng mà thị trường nó sẽ điều chỉnh, nó sẽ rung lắc rất là nhiều.
Đấy, và ngày hôm nay anh chị thấy nó mở biên rơi rất là mạnh. Đấy, thì đa phần là đến từ các cổ phiếu nhóm ngân hàng thôi. Nhưng mà đột nhiên cuối phiên anh chị, cuối phiên nó lại bị đạp trở lại bởi những cái cổ phiếu, hầu hết luôn anh chị, hầu hết cả thị trường luôn anh chị. Không phải là chỉ riêng những cái cổ phiếu đầu cơ như bất động sản hay chứng khoán đâu anh chị, mà nó đạp hết cả thị trường. Cổ phiếu đất xanh này nó giá trần anh chị, nhưng mà cuối phiên nó chỉ đóng đâu đó tầm khoảng tăng hơn 2% thôi. Và rất nhiều anh chị đua ngày hôm nay, rất nhiều anh chị mua, phải mua trong phiên ngày hôm nay bị lỗ rồi. Đấy, thì lát nữa em sẽ chia sẻ anh chị về cái trạng thái của những cái cổ phiếu bất động sản này ha. Thì trước hết anh chị thấy được là cái cổ phiếu trên thị trường ngày hôm nay nó bị điều chỉnh giảm lớn ác so với những cái cổ phiếu tăng đó, và cái mức thanh khoản anh chị cần chú ý nó đột biến, tức là cao hơn trung bình đó, nó cao hơn trung bình, cao hơn so với những cái phiên trước đó. Đấy, thì đó sơ qua về cái thông số của thị trường giảm hơn 12 điểm anh chị. Thì bây giờ em sẽ đi vào phân tích về cái trạng thái của VN Index, về cái vận động của VN Index trong cái phiên ngày hôm nay, cũng như là đưa ra cái chiến lược cho cái giai đoạn tuần sau anh chị. Đấy, vừa nghiên cứu xong nên là lên video chia sẻ ngay cho anh chị về cái trạng thái của VN Index. Anh chị thấy sau một cái giai đoạn mà nó bứt phá ra khỏi cái trend line, một cái trend line giảm, thì hiện tại nó đã, thì VN Index đang trong cái trạng thái là nó điều chỉnh, nó điều chỉnh trong một cái vùng, trong một cái vùng 1.000 đến 1.100 anh chị. Đấy, và anh chị thấy nó tiệm cận về tới cái vùng 1.100 thì nó có những cái dấu hiệu chỉnh lại. Đấy, và nhiều anh chị đặt ra câu hỏi cho em là liệu đây có phải là một phiên phân phối hay không. Thì bản chất đây là một cái phiên phân phối. Vì sao ạ? Vì nó bị bán cuối phiên đó, nó bị bán cuối phiên với một cái áp lực bán rất là lớn đó, áp lực bán rất là lớn. Hầu như là các cổ phiếu trên thị trường nó đều bị giảm mạnh trong phiên anh chị, trong cuối phiên đó. Anh chị thấy từ khi mà nó vượt, từ khi mà nó kéo lại anh chị, từ khi mà thị trường á, em nói đùa với anh chị là cái phiên mà nó hấp thụ lực cung của cái phiên hàng về hôm phiên bùng nổ anh chị, đấy mà nó kéo ngược như vậy rồi thì sao à, thì không biết là sắp tới sẽ như thế nào. Nhưng mà sau đó thì sao, vừa nói dứt câu cái là lực cung bắt đầu nó trào ra rất là mạnh, đặc biệt là cả thị trường luôn anh chị, không phải là riêng những cái cổ phiếu đầu cơ đó. Vừa nãy em chia sẻ lực cung trào ra rất là mạnh và nó khiến cho chỉ số quay đầu giảm ngược trở lại đó, khiến chỉ số quay đầu giảm ngược trở lại. Nên chị thấy ngày hôm nay nè, nó đóng cửa với cái biên độ gần thấp nhất trong ngày đó, giảm rất là mạnh anh chị. Thì trước đó có những cái sự rút chân trở lại đấy, rút chân bằng những cái cổ phiếu bất động sản đấy, khi mà dòng tiền vào ở với những cái cổ phiếu đó rất tốt. DSG này có lúc tăng tím đúng không anh chị, có lúc tăng trần đấy, thì sau đó nó có những cái áp lực điều chỉnh trở lại. Anh chị thấy đây chính là một cái phiên bản chất, một cái phiên phân phối. Nhưng mà nó có phải là phân phối của dòng tiền lớn thoát hàng hay không anh chị? Theo em đánh giá là không. Mặc dù là ngày hôm nay nó bùng nổ thanh khoản đó anh chị, nhưng mà anh chị nhớ với cái lượng thanh khoản này trong phiên chiều anh chị, em nhớ em đánh giá đâu đó, em nhớ đâu đó ha, phiên chiều là nó đâu đó tầm khoảng mười mấy ngàn tỷ rồi. Phiên chiều là nó đâu đó mười mấy ngàn tỷ ở các cổ phiếu bất động sản, nó được huy động dòng tiền vào. Ngày hôm nay nè anh chị thấy DSG nè, vol nó bao nhiêu anh chị? Rất là lớn, rất là lớn đúng không ạ? Đấy, vol của nó rất là lớn. Hoặc cổ phiếu BDR này đó, cũng vol lớn như này nè. DG đấy anh chị, DG đấy, vol lớn không anh chị, cực kỳ lớn. Thì sao ạ? Đây chính là những cái phiên mà dòng tiền nó đổ vào đấy, nó đánh thì sao ạ? VN Index thì bản chất đây không phải là cái phiên mà dòng tiền lớn họ thoát ra đấy. Đây là một cái phiên phân phối, nhưng mà bản chất không phải là cái phiên dòng tiền lớn họ thoát ra. Vậy lực cung này đến từ đâu vậy em? Thứ nhất á, em muốn chia sẻ với anh chị, lực cung này nó đến từ lực cung chốt lãi anh chị. Anh chị nhớ sẽ có những cái loại lực cung như là lực cung kẹp hàng và lực cung chốt lãi. Thì khi mà nó tiệm cận về tới những cái vùng này đi, đấy, nó thấy hôm qua đi là một cái phiên giảm, đấy, khối lượng lớn, thì ngày hôm nay đấy, những cái ông kẹp hàng đi, ví dụ tại những cái vùng này nè, có những ông kẹp hàng đó, những cái phiên như ngày 18 tháng 10 này anh chị thấy nó giảm với cái khối lượng lớn, thì những cái ông bị kẹp hàng tại những cái vùng này đi sẽ là những cái ông, những cái lực cung tiềm năng đúng không ạ? Và kết hợp với những cái ông đánh tay cộng đi, những cái ông mà chốt lãi đi
Đấy, ngày hôm nay em thấy rất là nhiều room họ hô chốt hàng, đấy, chốt hàng để mà làm gì anh chị? Chờ chỉnh lại, chờ về tới những cái vùng giá bên dưới, chờ những cái vùng 1080 này anh chị. Đấy, tiệm cận về tới cái xu hướng giảm, tiệm cận về tới cái trend line giảm này. Đấy, để mà canh mua thêm đối với cái cổ phiếu. Đó, thì anh chị thấy khi mà có những cái biến động như vậy, khi mà có những cái tín hiệu lực cung chào ra như vậy thì sao ạ? Thì cái cổ phiếu nó cũng sẽ bị giảm. Đấy, thì cái chỉ số nó cũng sẽ bị tác động anh chị. Đúng không ạ? Ngày hôm nay rất nhiều room họ cho chốt lại cổ phiếu. Thì em đánh giá đây là một cái phiên điều chỉnh, một cái phiên điều chỉnh khá là lạnh anh chị. Đó. Đó, thì anh chị nhận diện được đây không phải là một cái phiên mà tổ chức họ thoát hàng. Vì trước đó nếu như mà họ thoát hàng đi thì họ không có lý do gì mà họ mới kéo được, họ mới kéo vượt ra khỏi cái trend line, họ dùng rất là nhiều nỗ lực để mà họ kéo đúng không anh chị? Đấy, mà bây giờ họ lại chốt hàng ra hết, đúng không ạ? Họ lại bán cái cổ phiếu mà họ vừa gom ở những cái vùng dưới bên đây. Đó. Thì em đánh giá là cái việc mà dòng tiền lớn họ thoát ra đối với thị trường này nó không xảy ra. Đấy, nếu như mà nó thị trường nó đã xác nhận đáy rồi anh chị, đúng không ạ? Thị trường đã xác nhận đáy, tạo đáy một này và lên tới đây xác nhận đáy này anh chị. Thì sao ạ? Thì không lý do gì mà nó lại dùng súng anh chị, đúng không ạ? Nó dùng súng nó bắn vào chân của mình. Đấy. Nếu như mà có những cái cú retest, anh chị nhớ, thị trường này sẽ có những cái cú retest sau những cái phiên bùng nổ. Và đây chính là những cái cú retest đó, những cái cú retest mà em để chia sẻ với anh chị. Và đối với cái thị trường này đi, ngày hôm nay nó bùng nổ thanh khoản như này nè, ở cuối phiên anh chị. Ở cuối phiên thì thanh khoản nó, lượng cung nó trào ra, đúng không ạ? Thì em đánh giá là trong cái giai đoạn sắp tới, tức là tuần sau anh chị, sẽ tiếp tục rung lắc về tới những cái vùng 1080-1090 anh chị. Đây chính là những cái vùng hỗ trợ tiềm năng của thị trường trong cái bối cảnh thị trường hiện tại. Đó, khi mà nó tiệm cận về tới những cái trend line trước đó mà thị trường nó vượt ra để mà nó hình thành, để mà nó xác nhận đáy đi lên. Đấy, thì những cái vùng này sẽ là những cái vùng cầu rất là tiềm năng đối với cái thị trường hiện tại. Nhưng mà để mà đánh giá khách quan á anh chị. Đấy, thì nó không được, không nên bùng nổ quá lớn về cái mặt thanh khoản anh chị. Nó không nên bùng nổ quá lớn về cái mặt thanh khoản. Đấy. Anh chị nhớ nha. Thì đó là về cái vận động của thị trường chung. Đấy, khả năng sẽ có những cái nhịp retest trở lại, sẽ tiếp tục retest với cái lượng thanh khoản như thế này. Đấy, và em đánh giá là thị trường này nó vẫn ổn. Bởi vì sao ạ? Vì nó vận động trong một cái biên độ hẹp. Đấy, hiện tại anh chị, nó sẽ vận động trong một cái biên độ hẹp như này. Đấy, và sắp tới sẽ có những cái nhịp retest trở lại. Những cái nhịp retest như này sẽ là những cái vùng kiểm định cung cầu anh chị. Đấy, nó sẽ hấp thụ được cái lượng cung. Vừa hấp thụ lượng cung mà vừa kích thích cái lượng cầu. Đấy, anh chị hiểu đoạn này không ạ? Vừa hấp thụ lại cái lượng cung đi. Đấy, và kích thích cái lượng cầu mới tham gia vào. Nếu như mà thanh khoản bùng nổ đi, tức là thanh khoản nó cao quá đi anh chị, thì tức là đoạn này cung cầu nó vẫn còn hỗn độn. Thì anh chị cứ hình dung một điều là để mà một cái thị trường đi lên á, thì ông phải bán hết đi. Đấy, rồi tôi mua. Và tôi mua á, thì lúc đó thì chỉ số, thì lúc đó giá nó mới tăng được, đúng không anh chị? Đấy, chứ mà anh chị thấy thanh khoản nó chà bá như này nè. Đấy, tức là cung cầu nó vẫn còn đang rất là hỗn độn. Thì khi mà cung cầu nó hỗn độn như vậy á, thì sao anh chị? Thì tức là nó vẫn chưa sẵn sàng để mà đánh. Tức là ông còn bán nhiều như vậy thì thôi tôi chờ ông bán xong đi, tôi sẽ mua vào. Đấy, và trong cái giai đoạn tuần sau sẽ là cái giai đoạn kiểm định cung cầu. Đấy, và cái vùng kiểm định cung cầu này nó không nên bùng nổ thanh khoản quá lớn anh chị. Đấy, nó sẽ thu hút. Nó sẽ, nếu như mà nó bùng nổ thanh khoản quá lớn thì khả năng nó vẫn sẽ chưa đi lên được đâu anh chị. Đó. Nên là những cái vùng này phải quan sát thật là kỹ về cái lượng thanh khoản cũng như là các cổ phiếu. Đấy, thì bây giờ em sẽ đi vào phân tích về cái trạng thái của cái cổ phiếu. Đấy, anh chị hình dung về cái thị trường chưa ạ? Đó, nếu như mà thấy những cái chia sẻ em hay thì sao? Đấy, nhớ nhấn giúp em một lượt like anh chị. Đấy, nãy giờ quên nói. Anh chị xem video nhớ nhấn giúp em một lượt like. Đấy, và một lượt đăng ký kênh nếu như đây là lần đầu tiên anh chị đến với kênh YouTube của em ha. Và phía bên dưới em có để một cái đường link để mà anh chị tham gia vào nhóm cộng đồng, trao đổi về những cái quan điểm cũng như là cái phong cách đầu tư của anh chị. Đấy, anh chị tham gia vào nhóm và em sẽ chia sẻ cho anh chị về những
cái về những cái phương pháp đầu tư của em. Đấy. Nếu như mà anh chị thấy hay và thấy hữu ích, đấy, có thể đồng hành cùng với nhóm. Ok, thì đó là sơ qua về cái vận động chung của thị trường. Đấy. Còn về những cái cổ phiếu mà em muốn chia sẻ với anh chị, chắc hẳn là anh chị đang rất quan tâm về những cái cổ phiếu nhóm bất động sản. Tại sao ngày hôm nay nó bị bán mạnh quá vậy em? Đấy, bị bán ngược đầu luôn anh chị. Đấy, khi mà cổ phiếu DG đi, có những lúc nó kéo 4-5%. Đấy, và tại sao ngày hôm nay nó lại bị điều chỉnh giảm mạnh quá vậy? Đấy, thì theo cái góc nhìn của em, đấy, khi mà thị trường nó có những cái dấu hiệu mà rủi ro đi, những hầu hết các cổ phiếu nó đều bị điều chỉnh trong cái phiên ngày hôm nay cả anh chị. Đúng không ạ? Những cái cổ phiếu như BDR này, trước đó là nó đã xác nhận dòng tiền rồi. Đấy, xác nhận ngay trong phiên sáng luôn anh chị, nó kéo 4-5% ngay trong phiên sáng luôn. Đó. Nhưng mà vẫn bị bán ngược trở lại. Và trước đó này dòng tiền vào rất là ổn đối với cổ phiếu. Đấy. Thì cơ bản ngày hôm nay là cái ngày chốt lời. Ngày hôm nay là cái ngày lực cung chốt lời. Đấy, canh bán ra. Đặc biệt là đối với những cái cổ phiếu đã tăng nóng như là bất động sản. Thì anh chị thấy họ canh chốt thôi, đúng không ạ? Họ canh chốt đối với những cái cổ phiếu này thôi. Và hôm nay em nhận thấy được là có những cái tin tức nó được bơm ra ngay trong phiên, ngay trong phiên chiều anh chị. DIG nè, dự án gì nè, đúng không ạ? Đấy, em không nhớ nữa. Nhưng mà nó cũng tạo ra cho nhà đầu tư một cái tâm lý là tin ra là bán anh chị, đúng không ạ? Tin ra là bán. Nhiều anh chị đầu tư á, khi mà thấy tin ra sợ lắm. Tin tốt nhất là tin tốt anh chị, tin ra là bán. Đó, nên là nó tạo ra cho anh chị nhà đầu tư tâm lý chốt lời trong cái phiên ngày hôm nay. Đó, DIG này giảm này, DSG này giảm cắm đầu luôn anh chị. Cái râu nến khá là dài, đúng không ạ? Và em sẽ phân tích về cái trạng thái của những cái cổ phiếu bất động sản này. Đấy, thứ nhất á, em muốn chia sẻ với anh chị về cái trạng thái biến động dừng của cái cổ phiếu. Cái trạng thái biến động dừng của cái cổ phiếu này là sao em? Thì trước đó em có tham gia đối với cái cổ phiếu DSG này và em cũng chia sẻ với anh chị trong cái nhóm tư duy này nè anh chị. Đấy, em có chia sẻ công khai về cái điểm mua của cái cổ phiếu DSG. Đấy, canh rung lắc điều chỉnh thì mua, đúng không anh chị? Đó. Và trong phiên này em nhớ là em tham gia cổ phiếu DSG ngày 7 tháng 11 gì đó anh chị. Đó. Thì đây là những cái trạng thái biến động dừng của cái cổ phiếu. Nó dừng theo thị trường anh chị, nó đi lên nè, đó có những cái trạng thái mà nó vận động đi ngang nè. Đó, vận động đi ngang quanh cái vùng cản thì đây chính là những cái trạng thái biến động dừng của cái cổ phiếu. Và trong cái bối cảnh hiện tại cũng vậy. Tại sao em nhận thấy được cái biến động dừng của cổ phiếu này vậy anh chị? Vì cái lượng thanh khoản nó thấp. À, anh chị cứ hình dung đi. Khi mà nó đang trong một cái trạng thái mà nó huy động dòng tiền đi. Em gọi tắt sau cái giai đoạn mà cổ phiếu nó spin, nó rũ bỏ. Thì ví dụ đi, anh chị hình dung đây là một cái vùng hấp thụ đi ngang của cái cổ phiếu. Nếu như mà anh chị nào nghiên cứu về Wyckoff á, anh chị sẽ thấy đây chính là một cái trạng thái spin, rũ bỏ của cái cổ phiếu. Và đây là cái trạng thái đi lên nè. Đó, anh chị thấy cổ phiếu nâng đáy dần lên nè. Thì đây chính là cái trạng thái huy động dòng tiền để bước vào pha D, pha E anh chị. Pha D, pha E. Đó, anh chị thằng nhìn nè. Đấy, sau cái trạng thái rũ bỏ của cổ phiếu thì đây là spin nè, trạng thái rũ bỏ. Chúng ta không cần quan tâm về trước đó là cổ phiếu nó có hình thành pha A, pha B hay không. Đấy, chúng ta quan sát về cái trạng thái sau rũ bỏ. Vì sao ạ? Vì thị trường này, anh chị thấy không? Nó vừa trải qua một cái nhịp rơi lớn mà, đúng không anh chị? Nó vừa trải qua một cái nhịp rơi lớn. Thì các cổ phiếu vận động trên thị trường, hầu hết 80% các cổ phiếu đều sẽ vận động theo cái cấu trúc của thị trường chung anh chị. Đấy, thì cái cổ phiếu nó vừa rơi, đúng không anh chị? Thì đây chính là những cái trạng thái spin nè. Spin, rũ bỏ trước khi đi lên anh chị. Spin. Đó, anh chị thấy đây chính là những cái trạng thái nâng đẩy dần lên nè. Đó, nâng đẩy dần lên, nâng đẩy dần lên. Và sau spin nè, những cái điểm rũ bỏ sẽ có những điểm test. Đây nè anh chị, những cái điểm test nè. Đấy, và khi mà đi lên nè, nó hình thành lên những cái LBS. Em gọi nó là những cái đáy sâu cao hơn đáy trước. Đó, thì phân tích về cái cổ phiếu DSG cho anh chị hình dung ha. Đó, nó sẽ hình thành lên những cái cấu trúc đáy sâu cao hơn đáy trước. Và những cái cấu trúc đáy sau cao hơn đáy trước nè. LBS nè anh chị. Đấy. LBS. Đúng không ạ? Rồi, tắt bớt. Đấy. Thì anh chị thấy.
em cho mua tại những cái vùng LBS như này. Và vùng LBS này em đánh giá là nó là cái vùng biến động dừng. Tại sao vậy anh chị? Vì cái lượng thanh khoản của nó ở đây nó không có đột biến. Trước đó là những cái giai đoạn mà nó phục hồi từ đáy đi lên, đúng không anh chị? Phục hồi từ đáy đi lên. Và nó có những cái trạng thái huy động dòng tiền tăng tốc này, huy động dòng tiền đi lên anh chị. Đấy, chứ không phải tự nhiên mà nó tăng, đúng không ạ? Không phải tự nhiên mà nó tăng. Nó phải huy động dòng tiền. Thì cái pha D á, là cái pha huy động dòng tiền anh chị. Đấy, nó bước vào cái pha D huy động dòng tiền. Đấy, anh chị hình dung được không ạ? Đó. Thì trước hết chúng ta phải làm rõ được chúng ta đang ở đâu trong một cái pha. Đó. Thì đối với cái cổ phiếu đất xanh anh chị, chúng ta đang trong pha D. Đấy, và nếu như mà nó hình thành nên những cái cấu trúc BU anh chị, tức là hấp thụ lại lượng cung quanh đỉnh. Đây nè anh chị, BU hoặc là SOS. SOS vượt đỉnh anh chị, SOS vượt đỉnh. Nhưng mà BU á, là cái vùng hấp thụ lại cái lượng cung quanh đỉnh. Đây nè anh chị, đây là gì? Lượng cung quanh đỉnh, đúng không ạ? Đây chính là lượng cung quanh đỉnh. Và đối với trạng thái của những cái cổ phiếu bất động sản đi, hầu hết những cái cổ phiếu này đang tiệm cận về tới những cái vùng cung quanh đỉnh của nó rồi. DG này, đó, anh chị thấy không? Đều tiệm cận về tới những cái vùng cung quanh đỉnh rồi. Và tại sao em lại chia sẻ với anh chị về cái đại sóng của nhóm bất động sản này? Vì em nhìn thấy được là những cái cổ phiếu này á, khi mà đi lên á, anh chị thấy không? Nó đang bước vào cái giai đoạn pha D, một cái giai đoạn huy động dòng tiền. Anh chị thấy những cái giai đoạn gần đây á, dòng tiền vào rất là tốt đối với những cái cổ phiếu bất động sản này. Dòng tiền vào rất là tốt, đúng không ạ? DSG này, phân tích làm rõ DSG trước cho anh chị em xem. Đấy, những cái trạng thái huy động dòng tiền này liên tục đổ vào, liên tục đổ vào. Đó, thì anh chị nhìn thấy được là cái cổ phiếu này nó đang trong cái giai đoạn huy động dòng tiền và nó sẵn sàng bước vào pha D. Đấy, nó sẵn sàng nó hình thành nên những cái cấu trúc BU. Những cái cấu trúc này là những cái cấu trúc hấp thụ lại vùng cung quanh đỉnh. Và nếu như mà nó hấp thụ xong đi, bắt buộc tại những cái vùng như này này. Đấy. Nó phải vắt kiệt về cái lượng cung, vắt kiệt về cái lượng thanh khoản. Và khi mà có tín hiệu dòng tiền quay trở lại sau những cái giai đoạn mà vắt kiệt về thanh khoản, chính thức nó bước vào một cái trạng thái siêu sóng anh chị. Đấy, và những cái trạng thái đấy, em không nói đùa đâu anh chị, những cái trạng thái như là DRH nè anh chị. Ví dụ ha. Đó, những cái trạng thái này sau spin nè anh chị. Đấy, liên tục tạo ra những cái cú LBS thì đây nè. Anh chị thấy không? Dòng tiền này liên tục chảy vào đối với một cái cổ phiếu. Đó, và cái xung lực của nó là cái xung lực gì anh chị? Hướng lên và tạo ra những cái đáy sau cao hơn đáy trước. Đó, và khi mà nó vượt ra khỏi những cái vùng kháng cự AR đấy anh chị. Đây nè. Những cái vùng kháng cự AR, đúng không ạ? Những cái vùng kháng cự AR thì sao? Thì cái cổ phiếu bước vào đại sóng. Anh chị thấy không? Nếu như mà anh chị bắt được, anh chị tham gia được ở những cái cổ phiếu này, ở những cái điểm, ở những cái điểm gì anh chị? Những cái điểm biến động dừng, hay em gọi nó là những cái LBS đó anh chị. LBS nè. Đó. Em gọi nó là LBS. Thì sao ạ? Thì cái khoản lãi của anh chị cực kỳ lớn. Và nếu như mà anh chị không tham gia được những cái cú LBS đi, đấy, thì anh chị có thể tham gia ở cái vùng BU này, cái vùng hấp thụ lực cung quanh đỉnh này. Và khi mà nó xác nhận đi, đây là một cái phiên xác nhận của cổ phiếu này. Đấy. Và sau đó thì sao? Bước vào đại sóng, đúng không ạ? Tăng bao nhiêu phần trăm anh chị? Rất là kinh khủng. Đấy, tăng rất là kinh. Ví dụ đi, anh chị vào trễ đi, anh chị vẫn có một cái khoản lãi hơn 100%. Nhưng nếu mà anh chị vào ngay đây đi, khoản lãi của anh chị khủng khiếp cỡ nào, đúng không ạ? Đó, nên là em mới chia sẻ với anh chị á, nếu như trong cái giai đoạn hiện tại á, anh chị vẫn chưa mua được những cái cổ phiếu hôm qua gì, hôm qua hôm kia gì á, em có chia sẻ là nếu như mà trong giai đoạn hiện tại anh chị vẫn chưa mua được những cái cổ phiếu thì anh chị đừng có lo sợ về cái việc anh chị bỏ lỡ cơ hội trên thị trường. Đấy, cùng lắm thì mình mất một ít lãi thôi, nhưng mà đối với những cái cổ phiếu bất động sản này, em nhìn thấy được cái cấu trúc của nó là cái cấu trúc đã bước vào cái giai đoạn kiếm tiền rồi anh chị. Hiện tại là chưa bước vào giai đoạn kiếm tiền, nhưng mà chúng ta nhìn thấy được những cái thằng này nó đang trong giai đoạn huy động vốn, một cái giai đoạn rất là quan trọng đối với cái cổ phiếu đó. Và đây là những cái điểm LBS này đó, liên tục nâng đẩy dần lên. Và trong cái giai đoạn hiện tại đi đó, anh chị thấy khi mà nó tiệm cận về tới những cái vùng quanh đỉnh, nó sẽ có những cái trạng thái hấp thụ lại đấy. Mà trước
trước khi mà nó tiệm cận về quanh đỉnh á, thì em đánh giá nó sẽ hình thành thêm một cái LBS nữa anh chị. Đó, một cái LBS có thể là nó rũ xuống. Đấy, rũ xuống, sau đó lại tiếp tục nó huy động dòng tiền, nó đánh lên. Đánh lên và hấp thụ lại cái lượng cung quanh đây anh chị, sẽ có rung lắc. Đó, vì sao ạ? Vì thị trường anh chị, vì yếu tố thị trường. Đấy, có phải là thị trường nó rung lắc đúng không anh chị? Thị trường rung lắc thì cái cổ phiếu nó cũng sẽ rung lắc như vậy anh chị. Đấy, thị trường có những cái cú test về 1080 đi anh chị, ví dụ. Đấy, thu hút lượng cầu vào đúng không ạ? Thì cái cổ phiếu nó cũng vậy. Và đối với những anh chị ha, ví dụ ngày hôm nay có một anh vừa nãy em chia sẻ là mua giá cao đi, 20.7 đi, thì sao anh chị? Đấy, thì nếu như mà trong cái giai đoạn tuần sau có những cái trạng thái biến động dừng của cái cổ phiếu giống như những cái giai đoạn như này nè anh chị, giống như những cái giai đoạn như này, thì sao anh chị? Thì anh chị hãy tham gia, tức là hạ giá vốn của mình. Đấy, mình có thể mua thêm đối với cái cổ phiếu. Đấy, mình cược à, tại đây cổ phiếu nó sẽ có những cái trạng thái biến động dừng. Đấy, với cái lượng thanh khoản thấp, dòng tiền nó sẽ quay trở lại để mà đánh cái cổ phiếu lên. Và em chia sẻ thật lòng với anh chị, nếu như mà có những cái trạng thái như vậy á, thì em sẽ tiếp tục em nắm giữ đối với những cái cổ phiếu. À, ví dụ như đất xanh đi, em mua hôm ngày 6, ngày 7 gì đó, hiện tại vẫn đang lãi anh chị. Nhưng mà nếu như mà tuần sau nó bùng nổ thanh khoản mà giá nó vẫn đi ngang thì sao em? Thì mình phải đánh giá lại, à, tại sao nó lại bùng nổ thanh khoản với em? Tại sao bùng nổ thanh khoản mà giá lại không tăng? Tại sao bùng nổ thanh khoản mà giá không tăng? Nó giá đi ngang hoặc là giá điều chỉnh đi anh chị, giá điều chỉnh giảm đi anh chị. Thì mình phải đặt ra một câu hỏi nghi vấn. Ủa? Nó đang huy động dòng tiền mà, đúng không anh chị? Nó đang huy động dòng tiền. Thì bắt buộc thanh khoản tăng thì giá phải tăng chứ, đúng không? Thanh khoản tăng thì giá phải tăng. Còn đằng này, thanh khoản tăng mà giá lại giảm thì tức là nó đang đi ngược nguyên lý. Nó đang đi ngược nguyên lý. Thì em chấp nhận, em chốt lại đối với cái cổ phiếu DXG luôn anh chị. Em vừa mua ngày hôm 6, ngày 7 gì đó, hiện tại đang lãi mà, đúng không ạ? Vẫn lãi. Đó, em mua tại những cái phiên biến động dừng nè, lãi đường cây trần nè anh chị. Đấy, đúng không ạ? Hiện tại vẫn lãi đối với cái cổ phiếu. Nhưng mà nếu như em chia sẻ ha, đó, nó mà bùng nổ thanh khoản đi, mà tại đây là cái phiên, tại đây là chúng ta đang lên kịch bản, cổ phiếu nó đang trong cái trạng thái huy động dòng tiền, mà huy động dòng tiền nè, thanh khoản tăng, tại sao cổ phiếu lại giảm? Đấy, thì chúng ta phải chuẩn bị cái kịch bản để mà chạy anh chị. Đấy, vì lúc đó là à, bắt đầu có rủi ro rồi đấy, bắt đầu có rủi ro rồi đấy, tức là nó đang đi ngược với những cái kịch bản mà mình đề ra. Thì sao ạ? Thì bắt buộc mình phải xử lý. Đấy, còn nếu như mà thanh khoản giảm đi, thanh khoản đâu đó tầm khoảng mức trung bình anh chị, đấy, thì tức là nó đang hình thành những cái trạng thái biến động dừng. Đấy, đối với cái cổ phiếu đất xanh đi, em đánh giá là nó sẽ không có giá rẻ để anh chị mua đâu. Thật sự, nếu như mà có những cái trạng thái biến động dừng á, rung lắc á, khả năng sẽ về tới vùng giá 19 để mình chị tham gia. Đấy, lúc đó là anh chị có thể xem xét để mà hạ giá vốn. Nếu như mà anh chị đu giá 20.7 đi. Đấy, thật sự luôn, giá này cao quá anh chị. Đó, giá này cao quá. Để mà có những cái trạng thái như vậy á, thì à, may ra anh chị có thể mua để mà hạ giá vốn ha. Đó. Nên là anh chị nào á vừa mua giá cao á thì hãy bình tĩnh xem coi tuần sau á thanh khoản của nó như nào. Nó có đột biến không? Nó huy động dòng tiền nè. Nhưng mà giá phải tăng. Đấy, còn nếu mà nó huy động dòng tiền mà giá nó giảm hoặc là giá đi ngang đi anh chị, giá đi ngang hoặc là chỉnh nhẹ đi thì em sẽ xem xét lại anh chị. Đấy, dòng tiền lớn thì bắt buộc cổ phiếu nó phải tăng. Đấy, DG nè. DG cũng vậy luôn anh chị. Đó, ngày hôm nay nè, nó test về cái đường MA50 anh chị. Có những cái trạng thái test về MA50. Đấy, thì nếu như mà có những cái trạng thái biến động dừng đi, có thể là nó rũ nhẹ, có thể là nó rũ nhẹ hoặc là hướng lên hoặc là đi ngang. Đấy, em không quan tâm. Nhưng mà cái mà em quan tâm đó, chính là thanh khoản. Đây nè, những cái trạng thái biến động dừng của cổ phiếu nè, mua ngay cái phiên này đúng không ạ? Rung lắc nè, 2% nè, anh chị có dám mua không? Không mua thì lỡ mất cây trồng, đúng không ạ? Đó, cực kỳ nuối tiếc. Thì trong những cái trạng thái, thì trong nhóm này anh chị, em có chia sẻ, đấy, có chia sẻ về những cái trạng thái như này. Nếu như mà anh chị không tham gia,
Đấy, nếu như mà anh chị hiện tại đi, anh chị đang tự giao dịch, tự đầu tư đi. Đấy, thì em nghĩ anh chị nên vào nhóm để mà nhận được những cái chia sẻ của em sớm nhất. Đấy, để mà biết đường mà ứng phó đối với những cái giai đoạn như này, đúng không ạ? Giai đoạn như này thật sự rất là khó khăn anh chị. Giai đoạn hiện tại rất là khó khăn. Đấy, vì mình không biết được là cái cổ phiếu của mình mua về hàng, mua xong rồi hàng về nó sẽ như thế nào. Đấy, anh chị nào hàng về rồi á thì bây giờ là rung đùi. Đấy, uống nước trà. Đấy, ăn bánh uống nước trà rồi, đúng không ạ? Đó. Và đối với em đang lên kế hoạch đối với những cái cổ phiếu này. Đó. Vừa nãy cũng chia sẻ những cái trạng thái huy động dòng tiền nè, đúng không ạ? Dòng tiền đi vào nè. Những cái cấu trúc nâng đẩy dần lên nè, đúng không anh chị? Đó, rất là mạnh. Và đối với các cổ phiếu bất động sản đi. Đấy. Nó sẽ hình thành nên những cái pha BU sau đó. Đấy, và em vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Em đã có những cái vị thế ở bên dưới đây rồi. Thì sao ạ? Thì lên tới đây, em sẽ tiếp tục em săn tìm những cái điểm nổ. Đấy, và em sẽ lấy đủ vị thế, lấy full margin luôn anh chị, có thể đánh margin tại những cái vùng như này luôn. Vì khi mà một cổ phiếu đi lên từ những cái giai đoạn phát kiệt về thanh khoản sau nó đi lên từ cái phiên mà nó bùng nổ đi, từ cái phiên xác nhận sau cái giai đoạn vắt kiệt về thanh khoản đi, là nó là siêu cổ phiếu cực kỳ mạnh anh chị. Những cái trạng thái mà trước đó em đánh, ví dụ đi gác đi, cổ phiếu mà anh em nào cũng thích đúng không ạ? Đấy, vì nó mượt quá, nó lái tốt quá đó. Những cái trạng thái mà đi lên này, vắt kiệt về thanh khoản nè, phiên xác nhận nè anh chị, mua ngay đây nè anh chị, đúng không ạ? Mua ngay đây đó, và khoản lãi rất là tốt, hoặc là mua trễ lắm anh chị, mua ngay đây nè đó, cũng là những cái trạng thái vắt kiệt về thanh khoản này. Nhưng mà hầu hết nó đi lên theo cái cấu trúc gì anh chị? Nếu như mà anh chị phân tích nghiên cứu về VSA đó, Wyckoff anh chị, nghiên cứu về Wyckoff thì anh chị thấy không, đây là cái cấu trúc gì anh chị? Huy động dòng tiền nè đó, spin nè, rũ bỏ nè, thị trường nè đó, anh chị thấy không? Spin nè, tích lũy đáy nè anh chị, đây là một cái vùng tích lũy đáy của cổ phiếu đó. Ví dụ đi, đây là vùng tích lũy đáy của cổ phiếu, thì đây chính là những cái trạng thái spin nè, rũ bỏ nè, anh chị thấy không? Nó rũ nè nhưng mà không còn khối lượng, vắt kiệt luôn. Và khi mà đi lên nè, nó hình thành nên những cái trạng thái test nè, lên nè, test nè, LBS nè, những cái vùng mà em gọi là biến động dừng của cổ phiếu á. Tại có thanh khoản đâu, không có giao dịch, không có thanh khoản đấy, biến động dừng nè, và những cái phiên xác nhận nè đó, dòng tiền đổ vào nè liên tục nè đó, anh chị thấy rất là mạnh, gắt nè đúng không chị, dòng tiền vào nè, hoặc là những cái trạng thái của những cái cổ phiếu trước đó nhỉ? DGC đi anh chị, DGC nè đấy, DGC thì nó không rõ anh chị, DGC thì nó không rõ ngành hàng đầu cơ. Nhưng mà trước đó thì những cái giai đoạn này, những cái giai đoạn khi mà nó đi lên từ những cái vùng đáy anh chị, đây nè, sau những cái cú spin này đó, đi lên nè, test nè, những cái điểm test nè, đúng không ạ? Thì tại sao nhiều anh chị hỏi á, có những cái cổ phiếu á, mà nó hình thành được cái vùng BU, có những cái cổ phiếu á, nó không không cần hình thành cái vùng BU vậy em. Thì anh chị phải đánh giá lại được là cái cú rũ bỏ của nó rũ bao nhiêu phần trăm. Đây nè, rũ có 10% thôi anh chị, thì nó đâu cần phải tạo ra một cái vùng hấp thụ cung đâu. Vì sao ạ? Vì đâu có nguồn cung đâu anh chị. Cung ít thì không cần phải tạo ra vùng hấp thụ nguồn cung. Đấy, anh chị nhớ ha. Đấy, còn những cái cổ phiếu mà nó bị chiết khấu lớn đi, như là những cái cổ phiếu bất động sản vừa rồi đi anh chị. Anh chị thấy nó chiết khấu hơn 30-40% thì bắt buộc nó phải có những cái vùng hấp thụ nguồn cung quanh đỉnh. Đấy. Hôm nay chia sẻ cho anh chị nguyên lý vận động của những cái cổ phiếu bất động sản. Đấy, nếu như mà anh chị thấy hay thì hãy để lại giúp em một cái lượt like, một cái lượt bình luận mang tính tích cực anh chị. Đấy, chia sẻ hết lòng, hết ruột gan luôn. Và cũng chia sẻ cho anh chị về cái cách mà anh chị xử lý đối với cái việc mà anh chị mua cao đi. Ví dụ anh chị mua cao thì phải làm sao? Đó. Thì trong tuần sau anh chị phải quan sát cho em. Quan sát cho em. Đấy. Tại những cái vùng này nè, những cái biến động dừng như này nè, nó có xảy ra hay không? Đấy. Thì nếu như nó xảy ra thì anh chị có thể chủ động anh chị mua thêm khi mà có những cái nhịp điều chỉnh. Ví dụ nè, mua ngay cái phiên này nè, đó.
vì em thấy được cái biến động dừng nè, điều chỉnh nè, ok, vào hàng. Đó, thì bây giờ lãi, đó, vẫn lãi anh chị. Đó, thì đó là sơ qua về cái chia sẻ của em trong cái video ngày hôm nay. Nếu như mà anh chị thấy hay, hay hữu ích, thì hãy để lại giúp em một lượt like, một lượt cảm ơn ha anh chị. Đó. Ngoài ra là còn những cái cổ phiếu khác thì chắc hẳn là trong cuối tuần em sẽ tranh thủ em cập nhật cho anh chị về vận động của các cổ phiếu đó ha. Thì ngày hôm nay em nhìn thấy được là anh chị đang rất là lo lắng về những cái cổ phiếu bất động sản đi. Đó, sale ngày hôm nay trời ơi, chỉnh tầm 2,7% luôn anh chị. Rác quá, khủng khiếp quá, vol lớn quá em. Đấy, nhưng mà em đánh giá là những cái cổ phiếu này cũng là những cái trạng thái huy động dòng tiền rồi. Đấy, thì tức là mình nên cho cái cổ phiếu, đấy, mình nên cho cổ phiếu cơ hội. Đấy, thì nếu như mà anh chị muốn thì anh chị có thể test vận may đi. Đấy, em thường hay nói là đó, anh chị cứ test vận may đối với những cái cổ phiếu này đi. Đấy, cứ canh múc đó. Hôm nay là có nhiều anh chị canh giá sàn, canh ATC để mà vào hàng đối với những cái cổ phiếu này. Nhưng mà em thì em không có vội vàng anh chị. Đấy, những gì em làm, những gì em hành động, nó đều dựa trên những cái nguyên lý, dựa trên cái cách vận động của cái cổ phiếu. Đấy, tại những cái phiên như này nè, là những cái phiên biến động dừng nè, anh chị có thể tham gia đối với cái cổ phiếu. Nhưng mà tại đây nè, mình vẫn chưa xác nhận rõ được đây có phải là cái phiên biến động dừng của cái cổ phiếu hay không. Đấy, nên là cái việc mà mình tham gia, mình mua mới đối với cái cổ phiếu á, nó cũng rất là rủi ro ha. Đối với anh chị nào mà bắt ngày hôm nay á, thì anh chị phải xác định là tôi có hàng trước đó rồi và tôi sẵn sàng tôi xử lý rủi ro nếu như mà cổ phiếu có những cái trạng thái cắm đầu quay trở lại đi, nó rơi đi chẳng hạn, thì tôi sẵn sàng tôi xử lý rủi ro, tôi bán được, chứ tôi không có bị động trong cái việc mà hôm nay tôi mới mua mới cổ phiếu DXG chẳng hạn ấy và phải chờ hàng về mới xử lý được. Đó, đó là đây, đó là anh chị khi mà anh chị đã mua một cái cổ phiếu, hoặc là anh chị mua hoặc anh chị bán cổ phiếu nào đó, thì anh chị phải lên được cái kế hoạch, phải biết được là tại sao tôi lại mua. Đấy, và cái lợi thế của tôi mua so với cái lợi thế của ông mua là như thế nào. Ví dụ đi, tôi có hàng sẵn rồi, đấy tôi mua, đấy tôi có hàng sẵn và tôi đang lãi luôn anh chị. Đấy, thì khi cổ phiếu điều chỉnh phát, ok, đấy nó là cơ hội của tôi. Đấy, vì tôi có hàng sẵn rồi, tôi sẵn sàng xử lý nếu như cổ phiếu nó quay đầu, nó giảm chẳng hạn. Đó. Còn bây giờ anh chị không có hàng mà anh chị cứ FOMO, anh chị mua cao. Đấy, thì đó là cái cách mà em chia sẻ với anh chị trong video ngày hôm nay. Đúng không ạ? Đấy, quan sát cái tín hiệu dòng tiền. Nếu như mà nó bùng nổ đi, nếu như mà có những cái trạng thái mà nó biến động dừng, đúng không ạ? Thanh khoản không bùng nổ, thì sẽ thanh khoản không bùng nổ mà cổ phiếu nó chỉnh đi. Đấy, cổ phiếu chỉnh lại đi, thì sẽ là cơ hội để anh chị vào. Đấy, anh chị hạ cái quy mô vốn của anh chị lại. Đấy, còn anh chị mua cao quá thì thôi rồi, bắt buộc nếu như mà có những cái dạng trạng thái rủi ro đi, anh chị phải hạ ngay. Đấy, hạ quy mô vốn ngay. Vừa nãy em phân tích cho anh chị về cái trạng thái, về cái vận động, về cái bản chất trong cái pha huy động vốn. Đấy, trong cái pha huy động vốn, pha D anh chị. Đấy, nên là nếu như mà anh chị thấy hay, đấy, đừng ngần ngại giúp em một lượt like ha. Đó, và sắp tới em sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái mẫu hình Wyckoff này để anh chị thấm nhuần về cái phương pháp của em. Đấy, nhiều anh chị xem video của em vẫn chưa rõ về cái phương pháp của em như nào. Đấy, thì em đi theo cái phương pháp đánh theo dòng tiền anh chị. Và em sẽ liên tục chia sẻ cho anh chị về cái phương pháp của em trên cái video. Đó, để mà anh chị có thể thẩm thấu về cái phương pháp. Đó, anh chị phải hiểu thì anh chị mới có thể đồng hành cùng em được. Đấy, ngày hôm nay thì cơ bản là như vậy anh chị. Đấy, em sẽ tranh thủ chia sẻ cho anh chị nhiều hơn trong những cái video cuối tuần. Đó, và nếu như mà anh chị thấy hay thì hãy để lại giúp em một lượt like, một lượt subscribe kênh. Đấy, và đừng quên để dành tặng cho em một cái lời bình luận mang tính tích cực để mà tạo ra những cái giá trị, để mà tạo ra những cái giá trị cho cái kênh, cho cái nhóm cộng đồng, đúng không ạ? Và nếu như mà anh chị nào chưa tham gia nhóm cộng đồng, có thể tranh thủ tham gia ngay vào nhóm. Đấy, em sẽ duyệt anh chị khi mà thấy được những cái thông báo biết kiệt qua YouTube chẳng hạn. Đấy, nếu như mà anh chị thấy những cái luồng quan điểm của em nó hay và hữu ích ha anh chị. Đấy,
Thì chúc anh chị có một buổi tối bên gia đình và người thân của mình vui vẻ và hạnh phúc ha. Đấy, em xin kết thúc video ngày hôm nay.